Rồi, xin thân ái mến chào tất cả các bạn, cùng tất cả anh em đam mê gió máy và tốc độ sóng nước nha các bạn. Thì hôm nay bên xưởng tiện Hoàng Sang mới nhận một cái đơn hàng của khách đặt hàng là cái máy Isuzu với kết hợp với trọn bộ full combo dàn cầu với nóc nha các bạn. Đây, bạn Hoàng Sang cũng mới nhận đơn hàng. Rồi mình up là một cái video cho bạn xem về cái con máy Isuzu này nha. Máy này thì máy Isuzu gâm bầu. Máy này 88 nha các bạn. Isuzu 88 theo yêu cầu của khách hàng thì làm turbo các bạn, chế turbo dàn cầu thì full 7 nóc, thì bạn Hoàng Sang đang làm có khoảng 40% khối lượng công việc các bạn, mới uống xong mấy cái bát đường nước nha, còn trang trí mấy chén nước rồi các bạn, còn rất là nhiều chi tiết nha. Nói chung làm một bộ dàn cầu này thì làm khoảng 4-5 ngày mới xong các bạn, tại vì cái này là mới bỏ mấy cái phần cứng thôi nha, còn mấy phần trang trí làm rất là lâu. Với turbo là bạn Hoàng Sang cũng chưa chế nè, vậy bữa chế turbo nữa. Thì theo cầu của khách hàng này thì mình để lại nguyên cái bộ phận mà gạt te dưới các bạn, gạt te dưới thì khách hàng chạy đường dài nha, chạy đường dài nên khách hàng yêu cầu là mình sử dụng tiện Hoàng Sang là để nguyên lại nguyên cái bộ gạt te luôn, không cắt ra, để chạy đường dài cho nó mát máy các bạn, cho nó giải nhiệt tốt ha. Thế thôi thì đa số anh em thì muốn đẹp gọn thì mình cắt gạt te mình chế lại, chế lại thì nhìn máy nó gọn gàng ha. Đấy, bên cái phần bô lửa này thì bạn Hoàng Sang tháo ra đang chuẩn bị chế turbo các bạn, chế turbo vô máy này nha. Máy này thì máy Isuzu 88 gâm bầu theo cầu của khách hàng, full bài trọn bộ inox nha bạn. Chúng mấy cái bánh chớn sao rồi bạn Hoàng Sang cũng chưa làm nữa nha các bạn, bánh chớn bạn Hoàng Sang cũng chế inox nữa cho nó sạch đẹp gọn gàng. Hiện tại là bạn Hoàng Sang mới có bẻ xong cái sườn vô được cái bọc lắp sắt lắp rồi nha bạn. Lắp này như anh em yêu cầu là ốc cái ống thì ống 49, còn cái sắt lắp trong thì sắt lắp 20 các bạn, 20 22 gì đó, nói chung là sắt lắp thì 20 22, còn cái ống ngoài thì ống 49. Đây, bạn Hoàng Sang cũng mới vừa hoàn thành mấy cái hệ thống ống nước các bạn, cái này cũng mới hoàn thiện khoảng 50% các bạn, 50% thôi nha. Nốt lên cho bạn xem. Đây, đây là cái turbo này bạn. Turbo này thì bạn Hoàng Sang mua chế nha, chế turbo cho khách hàng luôn. Thì bên bạn Hoàng Sang cũng có nhận chế độ turbo cho anh em nha, từ máy nhỏ tới máy lớn. VT 63 66, trở lên là Kuta 63 Kuta 64 66 72 đều có các bạn. Anh em có nhu cầu mua turbo hoặc độ chế thì alo số điện thoại nha. Số điện thoại của bạn Hoàng Sang thì mình để trên video dưới phần tiêu đề các bạn. Đây, em Isuzu 88 này hoàn thiện 50% ha. Em này rất là đẹp các bạn. Em này nói chung nó rất là lực nha, lực dữ lắm. Mấy em này mà chạy tải thì anh em khỏi chê nha, trâu bò lắm nha. Mà giá của nó cũng rẻ các bạn, giá của nó chỉ bằng 1/2 cái máy 4T Yanma 4T 84 86 thôi nha. Đầu máy nó khoảng mười mấy triệu mà, chưa tới 20 triệu. Khoảng từ nó dao động từ 17, 18, 19 triệu các bạn, thì theo cái mẫu đẹp hay xấu nha, mã đó. Đây, bạn Hoàng Sang cũng mới vừa hoàn thành xong cái ống lắp và bọc lắp. Thì khi nào hoàn thiện xong rồi anh khách hàng chủ nhân của máy này sẽ khéo cái vỏ dạng nam mình như là 9.2 các bạn, cái vỏ đặt vô cái vỏ dạng nam 9.2. Thì khi nào khoảng 5 tới 1 tuần lấy nữa máy này hoàn thiện xong rồi anh khách hàng nó đem cái vỏ lại, rồi có thể anh em bên xưởng tiện Hoàng Sang sẽ xuống chạy em này một vòng cho bạn xem khảo luôn nha. Đây, chiến dịch nữa bạn, chiến dịch này ba cánh, chiến dịch này là ba tấc các bạn, bán kính của nó là tấc rưỡi nha, là đường kính của nó là ba tấc các bạn, chiến dịch ba cánh ba tấc. Rồi khi nào hoàn thiện xong thì mình sẽ up cái video tiếp theo nha. Còn video của mình cũng xin tạm dừng tại đây luôn. Xin thân ái, xin chào tất cả các bạn.